Thank you.
chàng, một chàng có tay, một chàng có tay để cảm ơn và thể hiện qua cách trang văn nghệ của các bạn học sinh. Và bây giờ để làm nóng chúng tôi hơn, chúng ta hãy nổ một chàng pháo tay chào đón các bạn trọng danh theo năm học lớp 9 tiên chưa có ý của văn nghệ nhà trường. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.